Kreschivka trước nguy cơ thất thủ, Nga chọc thủng phòng thủ ở Chasovya. Nga tung video nã tên lửa Iskander vào sở chỉ huy Ukraine ở Kharkov. Ukraine bí mật triển khai tuyến phòng thủ trước đợt tấn công vào Kharkov của Nga. Mỹ tiếp tục làm Ukraine thất vọng. Anh nói phương Tây không muốn đối đầu với Nga Ông Trump yêu cầu Tổng thống Biden kiểm tra chất cấm trước tranh luận. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tại Kaleshivka trên mặt trận Chasovia ở phía tây Bắc Mút, quân đội Nga đã tiến tới các đường phố ở phía nam, đánh bật đối phương khỏi phần lớn ngôi làng. Trong khi đó, lực lượng đổ bộ của Nga đã chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine ở Chashovia, chiếm giữ được nhiều tòa nhà cao tầng. Thị trấn chiến lược Chashovia đã trở thành tử địa do giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và Ukraine. Hầu như không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn tại đây. Kênh RV Voenkori cho biết, tại Kleschivka trên mặt trận Chashovia ở phía tây Bắc Mút, các binh sĩ Nga đang tấn công Kleschivka với sự yểm trợ của pháo binh của Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 6, Tập đoàn Quân số 3, trong video được công bố, ba binh sĩ Ukraine đã vứt lại toàn bộ trang bị và bỏ chạy với hy vọng trốn vào cái hố gần nhất. Nhưng quân đội Nga đã bao vây nơi trú ẩn của họ và bắt làm tù binh dẫn về phía sau. Các nhà phân tích quân sự Ukraine đã định vị địa lý đoạn phim từ máy bay không người lái cho thấy rõ vị trí của lực lượng Moscow. Họ viết, người Nga đang tấn công các vị trí của chúng tôi ở phía nam ngôi làng, đồng thời nhận định tình hình ở Kleschivka sẽ tương tự như ở Rabotino. Sau một thời gian rất dài tích cực chiến đấu, không còn nơi nào để có được chỗ đứng, ngôi làng đang biến thành vùng xám vĩnh viễn. Kênh Zlaty 71 đưa tin, được không quân và pháo binh hỗ trợ, sư đoàn dù 98 Ivanovo của Nga tiếp tục tấn công dồn dập vào thành phố có tầm quan trọng chiến lược, xuyên thủng các tuyến phòng thủ mới của Ukraine trong tiểu quận Novoje, Kanan, phát triển bền bỉ và chiếm giữ ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng. Trong các trận chiến khốc liệt, lính dù Nga đánh bật đối phương khỏi các tầng hầm và hỏa điểm trong những tòa nhà, tiến về phía trước, đặc biệt là ở hai bên sườn nơi mũi xung kích liên tục tấn công. Kênh Voenko Kotenok dẫn tin từ chuyên gia quân sự Boris Drogin cập nhật tình hình cho biết, lực lượng Nga đã có bước tấn công đáng kể tại khu vực Ocheretino thuộc vùng Donetsk. Nga duy trì thế chủ động ở phía Tây Adipka với những tiến bộ gần đây không phải ở Ocheretino mà là ở Netailovo. Kiev dự đoán các cuộc tấn công gia tăng của Moscow sẽ diễn ra đồng bộ với chiến dịch ở khu vực Kharkov, làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Ukraine nhưng lực bất tòng tâm. Các chuyên gia phương Tây nhấn mạnh nguy cơ đột phá tiếp theo ở phía tây Adipka. Chuyên gia quân sự Nga Rustem Klupov nhận định Chasovya có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả lực lượng Nga và Ukraine bởi thị trấn này mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị, quân sự và hậu cần. Ông Skibitsky cho biết, về mặt quân sự, thị trấn này vẫn là một trong những điểm phòng thủ quan trọng, bổ sung hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho nhóm chiến đấu Ukraine hoạt động trong khu vực này và ca ngợi vị trí địa lý thuận lợi của Chasovya. Về tầm quan trọng chính trị, theo ông Skibitsky, nếu quân đội Nga giành được Chasovya, đây sẽ là đòn dáng mới về mặt tinh thần và tâm lý đối với quân đội Ukraine vốn đang có tinh thần chiến đấu rất hỗn loạn. Thị trấn này từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là pháo đài bất khả xâm phạm. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, nhóm tác chiến tên lửa đạn đạo Iskander thuộc lực lượng vũ trang Nga đã tập kích sở chỉ huy của Lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 Ukraine tại một địa điểm được trinh sát trước đó. Đòn tấn công đã phá hủy sở chỉ huy lữ đoàn trên, một kho đạn dược và vô hiệu hóa khoảng 50 binh sĩ đối phương. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã đăng tải video ghi cảnh tên lửa được cho là Iskander tấn công vào khu vực rìa rừng gần một khu dân cư. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm xảy ra vụ tấn công không được phía Nga công bố. Quân đội Ukraine tới nay chưa bình luận về thông cáo và video được phía Nga đăng tải. Trước đó, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào Nikolaev và phá hủy một nhà kho lớn nơi cất giữ xuồng cảm tử không người lái của Ukraine. Theo dữ liệu được Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, khoảng 40 chiếc USV đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Nga. Ngoài việc phá hủy kho chứa xuồng cảm tử, tên lửa của Nga dường như cũng phá hủy một xưởng lắp ráp và thử nghiệm loại xuồng cảm tử này. Theo các nhà phân tích quân sự, những chiếc USV này dường như mới được lực lượng Ukraine chuyển từ Kiev đến Nikolaev. Chúng có thể được sử dụng với mục đích tấn công hạm đội biển đen của Nga. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay trực thăng của hạm đội biển đen vừa đánh chìm khoảng 15 xuồng không người lái do quân đội Ukraine điều khiển nhằm vào bán đảo Crimea. Theo cơ quan này, Ít nhất 3 nhóm xuồng không người lái đã bị lực lượng Nga phát hiện khi tiếp cận bán đảo này trong ngày 16 tháng 5. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra lúc 14 giờ với 11 chiếc xuồng không người lái. Vài giờ sau đó, một xuồng không người lái khác được phát hiện. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, thêm 3 chiếc xuồng áp sát Krum. Theo truyền thông Ukraine, quân đội Nga cuối tuần trước đã phát động đợt tấn công lớn vào khu vực phía Bắc Kharkov. Cho đến nay, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt xung quanh một loạt ngôi làng nằm gần biên giới Nga. Vừa qua, quân đội Nga đã mở cuộc tấn công bất ngờ tại tỉnh Đông Bắc Ukraine, tiến triển nhanh chóng chỉ trong vài ngày và thành công giành quyền kiểm soát khoảng 278 km vuông trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 5 đến 15 tháng 5. Đây được xem là bước tiến công thần tốc nhất của Moscow kể từ khi xung đột bùng nổ hồi năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã tiến từ 5 đến 10 km dọc theo biên giới phía Đông Bắc nhưng đã bị chặn lại bởi quân đội Ukraine. Kyiv tuyên bố đã đoán trước được chiều hướng tấn công của đối phương và đã điều quân từ thành phố Kupiansk đến khu vực biên giới nhằm tăng cường tuyến phòng thủ ở đó. Những người lính thuộc đơn vị pháo binh của lữ đoàn 57 chia sẻ với hãng tin Sky News rằng họ đã được lệnh bí mật di chuyển đến khu vực biên giới Kharkov vài ngày trước cuộc tấn công của Nga. Chỉ huy lữ đoàn 57 cho biết đã xảy ra một cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên. Bộ binh Nga được yểm trợ bởi lực lượng máy bay không người lái UAV và hỏa lực pháo binh trong mỗi bước tiến về phía trước khiến một số lính Ukraine bày tỏ nỗi lo sợ sẽ mất tiền tuyến về tay Nga. Chỉ huy lữ đoàn 57 nói, trong vài ngày đầu tiên, quân Nga đã đánh thẳng vào các vị trí của chúng tôi, buộc chúng tôi phải đáp trả. Mỗi đơn vị của Nga có từ 30 đến 50 người, đồng thời cho biết không biết tình trạng cố thủ này sẽ kéo dài bao lâu. Đại tá Iho Obolensky, chỉ huy quân đoàn Khatia thuộc lực lượng vệ binh quốc gia, hiện đóng quân ở biên giới cho biết, quân đội Nga đã cố gắng nhắm vào các vị trí của binh sĩ dưới quyền ông 6 lần chỉ trong một ngày. Ông Obolensky nói, Nga đang áp dụng chiến thuật tương tự trong chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut hồi năm ngoái. Các nhóm bộ binh Nga tấn công vào Kharkov theo từng đợt, nhưng mỗi nhóm có nhiều binh sĩ hơn so với thời điểm ở Bakhmut. Hiện Ukraine không thể xây dựng được phòng tuyến kiên cố ở Kharkov do liên tục bị Nga bắn phá và thiếu đạn dược để đáp trả, khiến họ thất thế trước quân đội Moscow. Làn sóng tấn công mới của Nga khiến Ukraine phải liên tục thay đổi vị trí ít nhất 300 mét, đôi khi nhiều lần mỗi ngày. Theo hãng tin Reuters, thị trường Kharkov Ihor Terekhov đã xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong ngày 19 tháng 5. Ông Terekhov thông tin trên ứng dụng Telegram, những vụ nổ xảy ra tại ngoại ô Kharkov vào khoảng trưa, hai tên lửa Nga đã nhắm vào một khu giải trí nơi mọi người đang vui chơi, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Phóng viên của Reuters ghi nhận khu giải trí được nhắc đến ở ngoại ô đã bị phá hủy sau vụ nổ lớn. Đây là vụ tấn công kép, cách nhau khoảng từ 15 đến 20 phút. Valentina, một phụ nữ 69 tuổi, sống đối diện khu giải trí đang ở nhà khi vụ nổ xảy ra. Bà khóc và nói rằng chồng mình đã thiệt mạng trong vụ nổ. Những tuần gần đây, thành phố Kharkov liên tục bị tấn công bởi tên lửa và bom dẫn đường của Nga, trong bối cảnh Moscow mở mặt trận mới ở phía đông bắc. Ông Yaroslav Chofimko, một thanh tra cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát địa phương cho hay, ở đây không có binh lính bao giờ. Ngay Chủ nhật, mọi người đến đây để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng cuộc sống bình thường. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng những thất bại gần đây của Ukraine trên chiến trường là do các đồng minh làm chưa đủ để hỗ trợ nước này. Đề cập tới những nỗ lực viện trợ dành cho Kiev, Ngoại trưởng Kuleba nói tại hội nghị trực tuyến Lennart mary ở Tallinn, Estonia rằng Tôi biết ơn mọi người, nhưng tôi cũng đổ lỗi cho những ai đang làm chưa đủ. Bình luận của ông Kuleba đưa ra sau khi được hỏi liệu ông có cho rằng sự chậm trễ viện trợ từ Mỹ đã tạo điều kiện cho Nga thọc sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine hay không? Nga gần đây phát động cuộc tấn công biên giới mạnh mẽ vào tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, liên tiếp kiểm soát nhiều ngôi làng trong khu vực. Volchansk, thành phố ở Kharkov, đang đối mặt nhiều cuộc tấn công dữ dội của Nga và buộc đa số cư dân phải sơ tán. Giới phân tích cho rằng Nga đã tận dụng những chậm trễ và gián đoạn trong nỗ lực viện trợ của phương Tây trong bối cảnh lực lượng Ukraine bị giàn mỏng, kho đạn pháo ít hệ thống phòng không yếu và thiếu hụt binh lính để giành lợi thế. Ngoại trưởng Kuleba thừa nhận, Ukraine đang đối mặt tình thế khó khăn trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh rằng tình hình của Ukraine trên chiến trường sẽ khác nếu các nước hỗ trợ nhiều hơn. George Barros, thành viên Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, cũng đã từng cảnh báo trước đó, Ukraine có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn do hành động chậm chạp của Mỹ và tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định đã đến lúc chính quyền Kiev phải thừa nhận thực tế trong xung đột. Tôi hy vọng rằng thông điệp đã được lặp đi lặp lại nhiều lần này sẽ được hiểu và phương Tây sẽ nhận ra rằng đã đến lúc ngừng hy sinh Ukraine vì những mục tiêu vô ích hoàn toàn. Tuyên bố được đưa ra trước thềm hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới. Thụy Sĩ thông báo đã mời trên 160 đoàn nước ngoài tham dự hội nghị hòa bình Ukraine, trong đó có các nước thành viên, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và một số tổ chức quốc tế. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khẳng định, Nga sẽ không tham dự hội nghị về Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới, cũng như bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến công thức hòa bình của Kiev, cho dù Moscow được mời tham dự những diễn đàn như vậy. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào về vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều là vô nghĩa. Theo hãng tin Ukrainska Pravda, vừa qua, cơ quan an ninh Ukraina SBU đã phối hợp với lực lượng hệ thống không người lái, một lực lượng mới thành lập của Ukraina, phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào căn cứ không quân Kuzchevskaya và nhà máy lọc dầu Slavyansk ở tỉnh Krasnodar Krai của Nga Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ SBU rằng lực lượng Ukraina đã sử dụng hàng chục UAV trong đợt tấn công. Đây là lần thứ hai căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu trên trở thành mục tiêu của SBU trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 104 UAV, 12 tên lửa đạn đạo ATACMS và 4 quả bom Hammer của Ukraina trong 24 giờ qua. Ở diễn biến khác, hãng thông tấn Ukraine Farm dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 19 tháng 5, quân Nga đã tăng gấp đôi số cuộc tấn công vào thành phố Kurakhov, Donetsk và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại thành phố Sivetsky, tỉnh Chernihiv. Tại tỉnh Kharkov, tâm điểm tấn công của Nga trong những ngày gần đây, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng hoạt động của quân Moscow trong khu vực đã phần nào chậm lại theo bộ tổng tham mưu quân đội ukraine lực lượng phòng thủ ukraine ở khu vực tiền tuyến này đang tự tin giữ vững vị trí của mình gây tổn thất đáng kể cho quân đội nga và tiến hành các đợt phản công trước đó viện nghiên cứu chiến tranh isvk cho rằng nga có thể đánh giá thấp năng lực của lực lượng ukraine khi có thêm viện trợ từ mỹ cựu phó đô đốc hải quân mỹ Mike lefever cũng nhận định vũ khí của mỹ có thể kịp thời giúp ukraine ngăn chặn những bước tiến liên tiếp trên chiến trường của nga mặc dù tạm thời họ chưa thể giành lại quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ. Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố với các chỉ huy và giới chức Moscow rằng quân đội Nga đang ngày một tiến lên ở mặt trận miền đông Ukraine, đồng thời đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. ISVK cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã đánh giá thấp mối đe dọa từ các cuộc phản công của Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tức kỳ ép, khó có thể giành được quyền kiểm soát và quân đội Nga còn nhiều thời gian để đạt được nhiều bước tiến hơn. Theo bản đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ ODNI, Tổng thống Nga tin rằng lực lượng quốc gia đã thành công ngăn cản nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ của Ukraine, cũng như nhận định các gói viện trợ mà phương Tây dành cho Ukraine tương đối hạn chế. Mỹ đã phủ nhận việc giúp Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga sau khi moscow cáo buộc washington đùa với lửa khi bật đèn xanh cho kiev pháo kích các thành phố của nga phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby khẳng định chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ nga bằng hệ thống vũ khí do mỹ cung cấp đó là chính sách không thay đổi washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của nga ở đông bắc ukraine và làm việc suốt ngày đêm để đưa vũ khí và thiết bị vào ukraine nhằm giúp họ đẩy lùi các cuộc tấn công đó đồng thời nhấn mạnh thêm rằng trang thiết bị và kinh phí chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine hơn là tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Phía Kiev đã giải thích bước lùi trên tiền tuyến của họ do viện trợ chậm trễ và bị ràng buộc bởi việc sử dụng vũ khí phương Tây. Politico cho hay các thành viên quốc hội Ukraine hồi đầu tuần này đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu trợ giúp thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết phương Tây không muốn đối đầu trực tiếp với Nga trong kế hoạch quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng thông tin Đức, thành viên NATO sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev vì lo sợ chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu của Nga ở Crimea. Trong nhiều tháng qua, Berlin luôn từ chối yêu cầu của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do lo ngại Kiev sẽ sử dụng vũ khí này ở Crimea. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ và Anh không chỉ cung cấp tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng cho Ukraine, mà còn cho phép quốc gia này sử dụng chúng để chống lại Nga. Đồng thời nhấn mạnh việc gửi lời cảnh báo tới Washington, London, Bruxelles và các thủ đô phương Tây khác cũng như Kiev. Nga sẽ không để yên cho những hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết, Ukraine mở đợt tập kích lớn với tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak-MS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều khu vực. Phòng không Nga đã hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa Atak MS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea, 3 UAV tại belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhưng không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích từ phía Ukraine. Moscow và cáo buộc NATO và các nước Liên minh châu Âu, EU khuyến khích Ukraine tấn công các khu dân cư Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như Atak MS hay Storm Shadow, Scarf EG. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ như vậy. RT dẫn tuyên bố từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 18 tháng 5. Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergei Beliaev thông tin, Anh vẫn là một trong những nhà tài trợ vũ khí lớn nhất cho Kiev. London đã cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 8,9 tỷ đô la Mỹ kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 2 năm 2022. Gói viện trợ gần nhất của Anh dành cho Ukraine trị giá 617 triệu đô la Mỹ, bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu thuyền và một số tên lửa tầm xa Storm Shadow và một số đạn dược quan trọng chưa được tiết lộ. Kharkov là thành phố lớn thứ hai tại Ukraine, cũng là vùng đô thị lớn dễ tổn thương nhất của Ukraine khi chỉ cách biên giới Nga khoảng 30 km. Dù Ukraine kiểm soát phần lớn vùng Kharkov kể từ khi đánh lùi Nga vào tháng 9 năm 2022, khu vực này vẫn liên tục hứng chịu các đợt pháo kích của Nga. Mới đây, ngay lúc quân đội Ukraine đang chật vật chống đỡ ở mặt trận Donbass và Zaporizhia, thì quân đội Nga bất ngờ đánh mạnh vào bên sườn và phía sau lực lượng Kiev. Theo các hãng tin phương Tây và Nga, cụm quân phương Bắc tinh nhuệ của Nga với khoảng 50.000 quân, hơn 400 xe tăng và 930 xe bọc thép đã bất ngờ mở cuộc tấn công vào Kharkov. Cùng lúc đó, lính dù tinh nhuệ, các lữ đoàn bộ binh cơ giới, trung đoàn Kozak, lực lượng đặc biệt Chechnya và lính thủy đánh bộ cũng mở màn các cuộc tấn công vào các vị trí tiền tuyến của Ukraine từ hai hướng Zaporizhia và Kherson. Lần này, tổng cộng hơn 100.000 quân đội Nga đã được sử dụng. Sau 3 năm có lúc thủ lúc công, nhưng vào thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã chiếm thế chủ động trên chiến trường và tổ chức hiệp đồng giữa các mặt trận một cách nhịp nhàng và ăn khớp. Trong các cuộc tấn công này, Nga thường sử dụng hỏa lực pháo binh chiến thuật để mở đường, đồng thời sử dụng rộng rãi bom lượn dẫn đường được cải tiến từ bom thường FAB, nhờ đó nâng cao hiệu quả tấn công và giảm thương vong cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Theo thông tin chiến trường của quân đội Nga, chỉ riêng trong chiến dịch tấn công ở Kharkov trong 4 ngày đầu, họ đã tiêu thụ hơn 100 quả bom lượn dẫn đường FAB-500 mỗi ngày và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các vị trí của đối phương. Kết quả là lực lượng Moscow chỉ mất một ngày để chiếm 6 ngôi làng, chiếm tổng diện tích từ 80 đến 110 km vuông lãnh thổ ở Kharkov. Từ góc độ chiến thuật, quân đội Nga trước đó đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào phòng tuyến của đối phương ở khu vực Donbass. Lần này, họ không chỉ tấn công đồng thời vào Donbass, Zaporizhia và Kherson, mà còn tấn công tổng lực vào khu vực Kharkov, trên một mặt trận chính có diện tích rộng tới 60 km và chiều sâu từ 10 đến 20 km. Việc Moscow mở chiến trường mới buộc Kiev phải căng mỏng lực lượng để phòng thủ. Nhưng do khả năng có hạn nên họ vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Quân đội Nga đã đặt một cái tên rất sinh động cho phương thức tấn công này là nghìn vết cắt, tức là tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trên khắp mặt trận. Mục đích của chiến thuật trên là để phát hiện các điểm mạnh yếu của Ukraine, sau đó khoét sâu vào điểm yếu, tiến hành các cuộc tấn công tổng lực để xé nát tuyến phòng thủ, đánh bại đối phương một cách nhanh chóng, không cho họ hồi phục và phản kích. Đánh giá theo nhịp độ phát triển hiện tại của quân đội Nga, cuộc tấn công theo hướng Kharkov đã đạt được tiến bộ lớn nhất và nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lực lượng Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thời gian gần đây, các đơn vị Ukraine tăng cường triển khai các đội máy bay không người lái UAV tấn công các đơn vị Nga trên chiến trường Ukraine, cũng như địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga. TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các đơn vị Nga gần đây đang đau đầu trước các đợt tấn công bằng UAV của quân Ukraine. Ông Putin nói UAV Ukraine lượn lờ trên đầu binh sĩ Nga như những con ruồi. Trước đây, Nga thường dùng hệ thống phòng không hiện đại để chống UAV đối phương, nhưng phương án này khá tốn kém. Gần đây, quân đội Nga đã tìm ra giải pháp hiệu quả hơn, sử dụng các loại vũ khí nhỏ gọn, cơ động hơn, nhưng có khả năng tiêu diệt UAV Ukraine hiệu quả. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày các đơn vị Ukraine sử dụng hơn 40 UAV để tấn công các đơn vị Nga tại chiến trường Ukraine. Các lực lượng tên lửa, pháo binh và phòng không Nga đã bắn hạ hơn 30 chiếc mỗi ngày. Theo số liệu thống kê của chuyên trang quân sự The World Monitor, từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày quân Ukraine dùng 10 UAV tấn công các vị trí sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các tỉnh Rostov, Kursk, Belgorod và Volgograd. Trong số đó, trung bình mỗi ngày quân Nga hạ 7 chiếc tại các địa phương trên. Các cuộc tấn công bằng UAV của quân Ukraine chủ yếu nhắm vào các đơn vị tập kết khí tài, binh lực nhằm gây thiệt hại đáng kể cho quân Nga trên chiến trường. Trong khi đó, các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga lại nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự. Mới đây, tờ Newsweek dẫn lời một binh sĩ Nga giấu tên cho biết rằng để đối phó với các đợt tấn công UAV của quân Ukraine, quân đội Nga đang sử dụng một loại khí tài giá rẻ là súng hoa cải, loại súng dài có khả năng bắn nhiều viên đạn nhỏ cùng lúc. Ngoài ra, một số binh sĩ Nga gần đây cũng đăng tải trên trang cá nhân nhằm kêu gọi hậu phương gửi thêm súng hoa cải ra tiền tuyến để họ có thể chống trả các đợt tấn công uav dồn dập của quân đối phương binh sĩ nga dmitry hanis đang chiến đấu tại mặt trận miền đông ukraine chia sẻ trên mạng xã hội x trước đây là twitter rằng uav ukraine quá phiên toái anh hanis còn cho rằng việc dùng vũ khí tiên tiến chống uav là lãng phí nhấn mạnh rằng súng hoa cải sẽ là loại vũ khí giúp họ chiếm ưu thế trong các cuộc không chiến với quân ukraine được biết, súng hoa cải là một phương tiện cũ kỹ nhưng lại hiệu quả trước mối đe dọa UAV. Phát bắn tỏa rộng của súng này có thể hạ được một UAV bay thấp, đặc biệt loại UAV có kích cỡ như một chú chim nếu súng chĩa vào hướng bay chung của UAV. Popular Front, một hãng truyền thông độc lập chuyên về xung đột toàn cầu, nhận xét người Nga đang lựa chọn súng bắn đạn ghém như một phương án sẵn có và chi phí thấp để đối phó với vấn đề UAV trong bối cảnh các hệ thống phòng không hiện đại hơn bị tụt lại phía sau. Phía Ukraine cũng đang sử dụng súng hoa cải để chống lại kho UAV của Nga, mặc dù ở mức độ thấp hơn do nguồn cung UAV của Nga hạn chế hơn. Mỹ cũng đang suy nghĩ về việc sử dụng súng bắn đạn ghém để trị UAV đối phương. Thủy quân lục chiến Ukraine đã nhận ra tiềm năng của súng hoa cải trong việc chống UAV. Trong cuộc diễn tập hồi tháng 4 năm 2024, binh sĩ thủy quân lục chiến thuộc tiểu đoàn phòng không tầm thấp số 2 của Mỹ đã thực hành bắn súng hoa cải để đối phó với các UAV nhỏ, loại nhẹ hơn 25 kg. Một binh sĩ thủy đánh bộ giải thích rằng súng hoa cải là công cụ hiệu quả và đa năng trong chống UAV, đặc biệt là trong môi trường đô thị, nơi hệ thống phòng không truyền thống ít hiệu quả hơn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 5 cho biết, Ukraine mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak-MS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái UAV cánh cố định nhằm vào nhiều khu vực. Phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, trong đó có 9 tên lửa Atak MS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea. 3 UAV tại tỉnh Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, mái nhà thờ tại làng Maloye, Gorodice bốc cháy sau khi bị mảnh vỡ UAV Ukraine rơi trúng. Không có thương vong trong vụ tập kích. Lực lượng cứu hỏa đang khống chế trận hỏa hoạn. Không quân Ukraine cùng ngày thông báo, phòng không nước này phá hủy toàn bộ 37 UAV Geran 2 Nga phóng trong đêm tại tỉnh Kiev, Odessa, Mykolaiv, Sumy, Vinnytsia, Zhytomyr, Cherkasy và Kherson. Chưa rõ thiệt hại và thương vong liên quan. Các trận tập kích diễn ra sau khi lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát làng Starista ở tỉnh Kharkov, tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Quan chức Nga cho biết, việc kiểm soát làng Starista cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chuyển đạn dược và quân dự bị cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại thành phố Volchansk. Trong diễn biến có liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, vừa qua đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đồng thời nói rằng, Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở đông bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị đến tay lực lượng Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các trang thiết bị này chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Khi được hỏi liệu đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga hay chưa, ông Kirby trả lời tại họp báo, Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Chính sách đó vẫn chưa thay đổi. Các nghị sĩ Ukraine đã tới Washington trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu phương Tây trợ giúp thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga. Bộ trưởng quốc phòng Anh Grant Shapps thừa nhận nước này đã cho phép Ukraine tấn công Crimea bằng vũ khí do Anh cung cấp vì London coi bán đảo này là một phần của Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ sẽ không ngăn Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp. Washington không đặc biệt khuyến khích Kiev làm như vậy nhưng cũng sẽ không cản trở. Nga cáo buộc NATO và các nước EU khuyến khích Ukraine tấn công các khu dân cư bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như Atac MS và Storm Shadow, Scarp EG. Trong khi đó, Kiev lập luận rằng Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới nhất là do Ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây, cũng như sự chậm chế trong việc chuyển giao vũ khí viện trợ. Thưa quý vị, trong tình hình giao tranh đang diễn ra căng thẳng trên các mặt trận Nga-Ukraine, chính trường thế giới cũng đang có những chuyển biến mới, đáng chú ý liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ. Cụ thể, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Tổng thống Biden làm xét nghiệm để đảm bảo không sử dụng chất cấm trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. The Hill dẫn lời cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện gây quỹ Lincoln Reagan Dinner của Đảng Cộng Hòa ở bang Minnesota vừa qua. Tôi muốn tranh luận với ông ấy và sẽ yêu cầu làm xét nghiệm sử dụng chất cấm. Tôi không muốn thấy ông ấy mất kiểm soát như khi đọc thông điệp liên bang. Ông Trump từng chỉ trích Tổng thống Joe Biden mất kiểm soát khi đọc thông điệp liên bang mà ông mô tả là tồi tệ nhất lịch sử Mỹ. Ông khi đó ám chỉ ông Biden dùng chất cấm, nhắc lại việc ma túy được phát hiện trong Nhà Trắng hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Trump đã từng nói hồi tháng 3, như bạn biết đó, họ đã tình cờ tìm thấy ma túy trong Nhà Trắng. Tôi không biết chắc, nhưng tôi nghĩ có điều gì đang xảy ra ở đó. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump yêu cầu làm xét nghiệm chất cấm đối với ông Biden. Vào năm 2020, ông từng cho rằng các màn tranh luận của ông Biden trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ thất thường và nói rằng Ông sẽ yêu cầu làm xét nghiệm chất cấm trước cuộc tranh luận giữa hai người. Tuy nhiên, không ứng viên nào trong cuộc bầu cử năm đó làm xét nghiệm này. Bình luận mới của ông Trump đưa ra sau khi cựu tổng thống Mỹ và tổng thống Biden tuần này nhất trí tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp do CNN và ABC tổ chức vào tháng 6 và tháng 9. Cuộc tranh luận đầu tiên dự kiến tổ chức tại Atlanta vào 27 tháng 6. Ông Trump nói, họ phải công bằng, nếu không, bạn biết đấy, bạn sẽ phải giải quyết vấn đề đó. Cũng tại bang Minnesota theo hãng tin Reuters, ông Trump tuyên bố sẽ giành chiến thắng ở Minnesota và ứng viên Đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phải hứng chịu thất bại ở bang này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Không có ứng cử viên Tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng ở Minnesota kể từ cựu Tổng thống Richard Nixon vào năm 1972. Vào năm 2016, ông Trump đã suýt lật ngược tình thế ở bang này khi ông chỉ kém ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton 1,5% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump ở bang Minnesota với hơn 7% số phiếu bầu. Song trong sự kiện gây quỹ tối, ông Trump lặp lại cáo buộc về sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và ông mới chính là người đã chiến thắng ở Minnesota vào năm đó. Giới quan sát đang bất đồng về việc liệu bang Minnesota có trở thành đấu trường cạnh tranh trong cuộc bầu cử năm nay hay không. Nhưng theo Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Minnesota, David Hahn, bang này đang có những điểm không hài lòng với Tổng thống Joe Biden một phần nguyên nhân được cho là do sự lan rộng của phong trào phản đối cách ông Biden xử lý cuộc xung đột Israel-Hamas. Các thăm dò độc lập vẫn cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump từ 2 đến 4 điểm phần trăm ở bang Minnesota, một khoảng cách mà Reuters nhận định là xít sao những ổn định. Quay trở lại với những diễn biến giao tranh giữa Nga-Ukraine vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu tả tình hình ở Kharkov là rất nghiêm trọng và nhấn mạnh rằng Ukraine không thể để mất thành phố này trong khi đó, Moscow dù không có ý định chiếm Kharkov, nhưng lực lượng của Nga đã đạt được những bước tiến đáng chú ý trong những ngày gần đây. Mới đây, một cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã nhận định rằng các lực lượng vũ trang Ukraine có thể sụp đổ trong vòng 3 tháng trước đà tấn công hiện nay của quân đội Nga. Đối với Ukraine, tháng 5 đang trở thành giai đoạn giao tranh ác liệt nhất. Các cuộc tấn công của Nga khiến lực lượng Ukraine bị giàn trải bộc lộ điểm yếu, thiếu nhân lực và hệ thống phòng không. Gần đây, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Schaffer nói trên kênh YouTube Jogging Freedom rằng mọi người có thể chứng kiến sự sụp đổ của Ukraine trong khoảng 3 tháng nữa. Theo ông, hiện tại thì quân đội Nga đã đạt được tiến bộ vượt bậc và Ukraine sẽ không thể ngăn cản bước tiến của Moscow. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ABC News, Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc lực lượng Ukraine không ngăn chặn được đà tấn công của Nga ở khu vực Kharkov và kêu gọi hỗ trợ nhanh và lớn mạnh hơn nữa để giúp Kiev thay đổi tình hình chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng Nga có thể sẽ sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Kharkov nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ hệ thống Patriot mới. Nhà lãnh đạo này nói thêm rằng tình hình xung quanh Kharkov hiện vẫn rất nghiêm trọng và vì thế Ukraine không thể để mất Kharkov vào tay Nga trong lúc này. Trước đó, một chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đã thừa nhận với CNN rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu và quân nga có động lực để tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo. trong khi đó, một cựu sĩ quan ukraine viết về cuộc xung đột đang diễn ra rằng tình trạng thiếu nhân lực buộc ukraine phải tránh triển khai liên tục các đơn vị lớn dọc biên giới khi lực lượng pháo binh áp đảo của nga luôn sẵn sàng tác chiến. tốc độ tấn công ngày càng gia tăng từ nga đang làm trầm trọng thêm hai điểm yếu nghiêm trọng của ukraine: thiếu nhân lực và lực lượng phòng không thưa thớt. nga đang khai thác cả hai một cách tối đa trước khi làn sóng viện trợ mới của phương Tây có thể giúp ích, dự kiến ít nhất vài tuần nữa và với số lượng lớn. Tổn thất của Ukraine còn trầm trọng hơn do thiếu các đơn vị phòng thủ ở phía sau tiền tuyến. Ở Krasnohorivka, các đơn vị Ukraine trong nhiều tháng đã có thể sử dụng các tòa nhà chung cư và một số nhà máy làm cứ điểm phòng thủ. Dần dần chúng đã bị xóa sổ. Ngoài ra trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine, cho rằng cuối cùng thì hai bên sẽ cần phải ngồi vào bàn đàm phán, giống như trong bất kỳ cuộc chiến nào. Theo bài viết đăng trên The Economist, tướng Skibitsky nói rằng ông không thấy cách nào để Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường một mình. Ngay cả khi họ có thể đẩy lùi lực lượng Nga trở lại biên giới, một viễn cảnh ngày càng xa vời, thì họ cũng sẽ không kết thúc được chiến sự. Ông Skibitsky đưa ra dự đoán trong cuộc phỏng vấn, những cuộc chiến như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Hiện tại, cả hai bên đều đang cố gắng giành được vị trí có lợi nhất trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra song các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể bắt đầu sớm nhất vào nửa cuối năm 2025. Các lực lượng Nga đang tiến hành những cuộc tấn công có thể đe dọa một số thành phố lớn ở phía đông bao gồm Kostyantinovka, Druskovka, Kramatovsk và Sloviansk, những trung tâm quân sự quan trọng của Kiev. Kostyantinovka giờ đây dễ dàng nằm trong tầm bắn của hỏa lực Nga Khoảng cách gần nhất của lực lượng Nga đến Kostiyantynivka vào đầu năm 2024 là khoảng 20 km. Giờ đây, khoảng cách này đã được rút ngắn chỉ còn 14 km. Phần lớn khu vực Donetsk cùng với Lugansk tạo nên khu vực Donbas đang bị bắn phá hàng ngày. Alexander Stasenko, một tình nguyện viên cứu hộ cho biết, nhóm của anh đang nhận được nhiều yêu cầu sơ tán hơn, đặc biệt là từ Kostiyantynivka và Kurakhov, một thị trấn khác xa hơn về phía nam đối với chỉ huy đơn vị pháo binh Alexander Kozachenko, đạn dược viện trợ từ Mỹ đến quá chậm khi ông và các đồng đội phải vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng Ukraine có thể cầm cự cho đến khi tất cả đạn dược và vũ khí của Mỹ được đưa ra mặt trận, thì thách thức phía trước vẫn còn. Palisa, đại tá thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 93, phát biểu vài giờ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công trên bộ ở Kharkov rằng, tôi có thể nói rằng thời gian không đứng về phía chúng tôi vì một cuộc chiến kéo dài sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn. Chỉ trong 6 ngày, Nga đã kiểm soát được khoảng 260 km vuông lãnh thổ dọc biên giới, lợi dụng thời điểm quân đội Ukraine đang đặc biệt dễ bị tổn thương. Gói viện trợ quan trọng của Mỹ, trong đó có nguồn cung đạn dược quý giá cho pháo binh và phòng không đã bị đình trệ tại quốc hội hơn nửa năm trước khi được phê duyệt vào tháng trước, khiến lực lượng Ukraine ở tiền tuyến khó lòng kháng cự trước những cuộc tấn công dữ dội từ quân đội Nga. Trong khi đó, mặc dù các binh sĩ liên tục phàn nàn suốt nhiều tháng về tình trạng thiếu nhân lực và mệt mỏi cực độ sau hơn 2 năm chiến đấu dài dẳng, chính quyền Ukraine vẫn chỉ hoãn việc huy động quân mới, khiến một số khu vực tiền tuyến thiếu nhân lực nghiêm trọng. Nhưng thắng lợi trên chiến trường Nga đạt được gần đây không chỉ bắt nguồn từ những khó khăn của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại Moscow sẽ tiến sâu hơn nữa khi tuyên bố Nga mới chỉ ở tuyến phòng thủ số 1 của Ukraine tại vùng Đông Bắc. Ông cho biết tuyến phòng thủ số 3 do các nhà thầu xây dựng nằm cách xa khu vực bị pháo kích và tấn công mới là lớp mạnh nhất và sẽ ngăn chặn Nga hiệu quả. Phương Tây cũng tìm cách trấn an khi nói rằng Nga sẽ không đủ nguồn lực về cả nhân sự và vũ khí để tiến sâu hơn vào vùng Kharkov, cụ thể là thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine. Nghị sĩ Nga Viktor Vodolasky cho biết các lực lượng Nga bằng việc giành quyền kiểm soát khu định cư Starista ở Kharkov đã cắt đứt hoàn toàn nguồn cung đạn dược và lực lượng dự bị cho quân đội Ukraine ở thành phố Volchansk. Ông Vodolasky nói, việc giành quyền kiểm soát làng Staritsa có ý nghĩa quân sự và chiến thuật quan trọng vì chúng tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung đạn dược và lực lượng dự bị cho phần còn lại của Volchansk bằng cách chặn các tuyến đường từ phía Bắc. Và quan trọng nhất, chúng tôi đang tiến hành chiến dịch nhằm vào các khu định cư mà theo báo cáo gần đây, quân đội Ukraine đã sử dụng để tiến hành các cuộc pháo kích vào vùng Bengorod ở biên giới Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc cụm quân phía bắc của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Staritsa và tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương. Các thông tin chi tiết về chiến dịch ở làng Staritsa không được tiết lộ. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu của Moscow là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga đang đạt được nhiều thắng lợi trong các cuộc giao tranh ở khu vực Kharkov và đang di chuyển theo đúng kế hoạch. Phát biểu với Sputnik, nhà quan sát quân sự Nga Anatoly Matvichuk giải thích rằng vùng đệm là lãnh thổ để triển khai lực lượng nhằm ngăn chặn đối phương thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ông Matvichuk giải thích, khi nó đến thành phố biên giới Belgorod của Nga, vùng đệm là khu vực mà các hệ thống pháo binh tiêu chuẩn của quân đội Ukraine sẽ không thể bắn vào Belgorod và các khu vực đông dân cư ở đó. Theo ông, để đạt được mục tiêu như vậy, có thể cần phải đưa thành phố Kharkov vào khu vực này. Ông Matvichuk nói, chiều dài của khu vực này có thể lên tới 100 km, vì cần thiết để bảo vệ người dân Bengorod khỏi đại bác, đạn pháo và tên lửa của đối phương. Điều đó có nghĩa là một vùng đệm sẽ cần bao gồm tất cả các khu định cư của vùng Kharkov giáp biên giới với Nga. Ông Matvichuk cho rằng, Tổng thống Putin đã đúng khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine. Ông đề cập đến một vùng đệm thành công do quân đội Liên Xô tạo ra ở Afghanistan, ngay sau khi họ được triển khai ở đó để hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc chiến chống lại lực lượng Mujahideen Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn trong cuộc xung đột vũ trang năm 1979 đến năm 1989. Ông Matt Vichuk nói, vùng đệm dài 150 km đã ngăn chặn Mujahideen, pháo kích vào lãnh thổ Liên Xô vào thời điểm đó. Tình trạng này vẫn tồn tại cho đến khi kết thúc chiến sự. Chuyên gia này cũng nhắc lại rằng, trên toàn cầu, vùng đệm thuận tiện nhất là cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do quân đội Israel kiểm soát gần biển Galilee và Syria. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Ông Zelensky nói Ukraine chỉ có 25% khả năng phòng không cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine có thể ngăn chặn Nga tiến công vào Kharkov bằng hai hệ thống phòng không Patriot bổ sung. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, về máy bay, tôi nói điều này một cách công khai để Nga không chiếm ưu thế trên không. Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. Quân đội Nga phát động các hoạt động tấn công mới ở phía Bắc Kharkov từ ngày 10 tháng 5. Trước tình hình trên, Kiev liên tục thúc giục các đối tác phương Tây gửi thêm hệ thống phòng không để giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước lực lượng Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine nói rằng nước này cần ít nhất 25 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ lãnh thổ. Kiev được cho là đang vận hành ít nhất 3 hệ thống Patriot và các thiết bị liên quan do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Tháng trước, Berlin cam kết sẽ gửi một hệ thống Patriot bổ sung. Bất chấp sự thiếu thốn về vũ khí cũng như máy bay phòng không, quân đội Nga vẫn có được những chiến thắng. Su-25 là một máy bay tấn công mặt đất được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB là cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất. Máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Su-25 được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến với tốc độ tối đa khoảng 956 km/h và trần bay 6.700 m, ngoài một khẩu pháo hai nòng 30 mm với 250 đạn pháo, Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6 mm đến 25 mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh, cũng như các bình nhiên liệu. Trong kế hoạch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, Su-25 của Nga thường bay ở tầm thấp so với mặt đất khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có rủi ro nhất định khi các hệ thống Manpass của Ukraine khai hỏa trên chiến trường. Việc Su-25 hoạt động quá gần mặt đất khiến máy bay này trở thành mục tiêu tấn công của hệ thống phòng không Ukraine. Theo tờ Ukrainska Pravda, UAV Liuti được Ukraine phát triển để đáp trả việc Nga nhiều lần dùng UAV Shahed tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở nước này. Trong đó, UAV Liuti được cho là đứng sau 80% các cuộc tấn công bằng UAV thành công vào lãnh thổ Nga, mà trong đó nhiều mục tiêu nằm cách xa biên giới Nga-Ukraine. Trên thực tế, UAV Liuti đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ được phát triển mà không có sự hậu thuẫn của chính phủ Ukraine. Do mang hình dáng thiết kế lớn và công kênh, UAV Liuti đã không được lòng giới lập pháp nước này. Kể từ đầu năm nay, Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phối hợp tấn công thường xuyên bằng UAV xuyên biên giới và tập trung chủ yếu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là lúc UAV Liuti thể hiện năng lực. Cụ thể, UAV này có tầm hoạt động hơn 960 km, xài cánh hơn 6,7 m và có thể mang theo khối thuốc nổ nặng 50 kg. Dù nhiều UAV khác của Ukraine có phạm vi hoạt động xa hơn, nhưng dường như chiến dịch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga chủ yếu do UAV Liu thực hiện. Bất chấp những lo ngại về việc hành động tấn công như trên có thể gây bất ổn giá dầu mỏ toàn cầu và khiêu khích Nga, Ukraine vẫn duy trì chiến dịch tập kích. Hồi tháng 2, Nga ban bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng. Ukraine cho hay các cuộc tấn công của nước này đã làm giảm 12% sản lượng và chế biến dầu của Nga hơn nữa, giờ đây, đây có lẽ không chỉ có UAV Liuti được Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, mà sắp tới Ukraine còn có thể sử dụng vũ khí của Anh cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Hồi đầu tháng này, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng tuyên bố Anh sẽ cung cấp cho Ukraine mỗi năm 3 tỷ bảng, chừng nào còn cần thiết. Hơn nữa, không phản đối Kiev dùng vũ khí do London viện trợ để nhắm vào Nga. Ngoại trưởng Cameron cũng nói thêm Ukraine có quyền đó, giống như việc Nga đang tấn công vào bên trong Ukraine và ngược lại, Ukraine cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự vào bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp phòng vệ chính đáng. Ngược lại với anh, Mỹ không đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí của mình viện trợ để đánh vào bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại một buổi họp báo, đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói, tất cả vũ khí Mỹ cung cấp sẽ không được sử dụng cho các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga bất kể khả năng của chúng ra sao một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu bên trong nước Nga. Một phần là do những cuộc tấn công này có thể làm mất ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Theo Kiev Independent, nhiều tài xế xe tải đã chắn một phần đường cao tốc Kiev Odessa ở vùng Odessa nhằm phản đối luật huy động quân mới của chính phủ. Xác nhận thông tin vụ việc, người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Olena Beresna cho biết thêm, chỉ một làn đường cao tốc thông thoáng do không bị chặn. Tại vùng Kirovohrad, khoảng 100 tài xế xe tải cũng tham gia biểu tình phản đối luật huy động quân mới, nhưng không chặn đường. Ukraine đã nỗ lực huy động lực lượng trong 6 tháng qua, khi quân đội nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngày càng nghiêm trọng. Hồi tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cập nhật các quy định mới về huy động quân. Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký ban hành luật động viên nhập ngũ mới, Nội dung bao gồm việc giảm độ tuổi huy động từ 27 xuống 25. Luật huy động mới cũng yêu cầu tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải đăng ký sẵn sàng phục vụ với quân đội và luôn mang theo giấy đăng ký này bên mình. Nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngũ tại nước ngoài cũng sẽ không thể gia hạn hộ chiếu của họ tại các bộ phận lãnh sự của Ukraine nếu không thể xuất trình giấy đăng ký mới nhất. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Sibiga đề cập đến hai điều khoản trong luật mới cho phép nội các Ukraine đưa ra các hạn chế đi lại bổ sung cho việc đến và đi từ nước này, cũng như hạn chế việc đi lại của các cá nhân trong độ tuổi phục vụ quân sự nhưng không có giấy tờ của văn phòng tuyển quân. Gần đây nhất, Tổng thống Zelensky cũng đã ký luật cho phép tù nhân tham gia lực lượng vũ trang. Luật mới cho phép ân xá những tù nhân bị kết án nếu họ ký hợp đồng nhập ngũ. Một số quan chức dự đoán, đạo luật có thể giúp quân đội Ukraine tuyển thêm tối đa 20.000 binh sĩ. Những tù nhân bị kết án về các tội nghiêm trọng nhất như giết người từ hai người trở lên hiếp dâm và tội phạm an ninh quốc gia không được phép nhập ngũ. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng ký thông qua đạo luật tăng mức phạt đối với những người trốn lệnh nhập ngũ lên tới 8.500 hryvnia, khoảng 218 đô la Mỹ. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng ở Ukraine hiện nay khoảng 560 đô la Mỹ. Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Nam giới nước này trong độ tuổi nhập ngũ, trừ một số trường hợp ngoại lệ, sẽ không được phép rời khỏi đất nước vì có thể gọi nhập ngũ. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 4 quả bom dẫn đường Hammer và hai tên lửa chống radar Ham trên bầu trời tỉnh Bengorod. Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga thông báo, mới đây, Kiev đã thực hiện những cuộc tấn công bằng cách sử dụng bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và tên lửa chống radar Ham do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga các hệ thống phòng không trực chiến phá hủy 4 quả bom dẫn đường và hai tên lửa chống tăng. Các tên lửa này đã bị bắn rơi trên bầu trời tỉnh Bengorod. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Nga, phát ngôn viên Maria Zakharova đã đưa ra tuyên bố rằng rõ ràng là Mỹ tiếp tục thuyết phục các đồng minh yêu cầu họ phải giải quyết ngay các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ làm họ thất vọng vì không có thiết bị quân sự nào sẽ cứu được Tổng thống Ukraine. Tất cả thiết bị quân sự được cung cấp cho Ukraine sẽ bị phá hủy. Tuyên bố trên của Nga xuất hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm Ukraine bất ngờ. Trong bài phát biểu tại Kiev ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken cam kết Chúng tôi ở bên các bạn ngày hôm nay và chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn cho đến khi an ninh, chủ quyền và khả năng lựa chọn con đường riêng của Ukraine được đảm bảo. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo Quốc hội Mỹ đã trao cho chúng tôi quyền tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ và chúng tôi có ý định sử dụng quyền hạn này. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì gói viện trợ vũ khí quan trọng, đồng thời cho biết hiện nước này đang thiếu các thiết bị phòng không. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ ba của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy ba tuần. Hai gói viện trợ trước đó được công bố cuối tháng 4 vừa qua có tổng trị giá 7 tỷ đô la Mỹ. Mỹ công bố gói viện trợ mới sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật về viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ trong đó mức viện trợ cho Ukraine là 60,8 tỷ đô la Mỹ. Trong bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp cho Ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng, cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự với tổng trị giá lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ukraine, trong đó có đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn cho vũ khí cỡ nhỏ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 50,6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, Điện Elysee tuyên bố Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống tái khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết. Ông cũng có thể nêu cụ thể về các đợt chuyển giao gói viện trợ quân sự này trong những ngày và tuần tới nhằm hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tiếp tục tái khẳng định lập trường của Nga trước khả năng các nước NATO điều quân tới Ukraine. Theo ông Peskov, sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột tại Ukraine có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn và Nga coi đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ông Peskov nhấn mạnh tuyên bố của một số đại diện các nước phương Tây mà cụ thể là tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron, Ngoại trưởng Anh Cameron và cả đại diện Thượng viện Mỹ. Nếu tôi không nhầm, họ đã nói về sự sẵn sàng và thậm chí có ý định điều động lực lượng vũ trang đến Ukraine, tức là thực sự đưa binh sĩ NATO ra đối đầu với quân đội Nga. Đây là một mức độ căng thẳng hoàn toàn mới, chưa từng có và tất nhiên cần có sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp đặc biệt. Tuy nhiên, theo cổng thông tin The các đơn vị tình nguyện của lực lượng NATO đã đến hai thành phố Lviv và Kiev. Việc di chuyển lực lượng quân sự này là một phần của sứ mệnh chung ở Ukraine và quyết định thành lập sứ mệnh này đã được ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski công bố trước đó. Ông Sikorski nhấn mạnh rằng sự hiện diện của một nhóm quân NATO trên lãnh thổ Ukraine không hàm ý sự tham gia trực tiếp của Liên minh này vào cuộc xung đột với Nga. Bước đi này của các nước thành viên NATO được mô tả là nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa trong khu vực diễn ra kế hoạch quân sự của Nga. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây nhất trí rằng cần phải có một quyết định quan trọng về việc gửi các nhóm tinh nhuệ quy mô nhỏ tới Ukraine cùng với các nhân viên hỗ trợ. Nhiệm vụ chính của nhóm này sẽ là bảo trì và sửa chữa thiết bị quân sự, không trực tiếp tham gia xung đột, đồng thời theo ấn phẩm, ăn hớt, không loại trừ khả năng binh lính NATO sẽ đồn trú lâu dài ở biên giới Ukraine giáp Belarus hoặc tại cảng Odessa. Phản ứng lại động thái trên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Tổ chức ISVK có trụ sở tại Mỹ trước đó cũng nhận định một số tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đánh giá của ISVK được đưa ra sau khi báo Izvestia đưa tin về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo điều này vào tháng 12 năm ngoái, cho rằng đây là hành động cần thiết để đối phó với việc Phần Lan gia nhập NATO. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói với Izvestia rằng tại Karelia, một nước Cộng hòa ở phía Bắc Nga và giáp Phần Lan, một lữ đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được thành lập một sư đoàn xe tăng cũng đang được xem xét nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai một lực lượng không quân và quân đội phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến. Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng trên chiến trường và rơi vào tình thế nguy hiểm khi Nga tiến công dồn dập nhằm tận dụng thời cơ khi vũ khí phương Tây viện trợ vẫn chưa đến. Do đó, giới chức Ukraine đã đề nghị các đối tác Mỹ và NATO giúp đào tạo 150.000 tân binh gần chiến tuyến hơn để có thể triển khai nhanh hơn. Cho đến nay, Mỹ vẫn nói không. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Q. Brown Jr. vừa qua đã nói rằng việc NATO triển khai sĩ quan huấn luyện ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Ông Brown nói, theo thời gian, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy ông brown cũng thừa nhận việc triển khai lực lượng huấn luyện của nato bên trong lãnh thổ ukraine sẽ khiến họ gặp nguy hiểm là một thành viên của nato mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các sĩ quan huấn luyện nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với nguy cơ khiến mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở ukraine nhà trắng vẫn kiên quyết quan điểm không đưa quân đội mỹ bao gồm cả các sĩ quan huấn luyện tới ukraine chính quyền Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh NATO không gửi quân tới Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Estonia cho biết nước này không loại trừ khả năng gửi quân tới miền Tây Ukraine để đảm nhận vai trò hậu phương nhằm giúp Ukraine giải phóng lực lượng và đưa ra mặt trận. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian tuần trước, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis bày tỏ ủng hộ lập trường của Tổng thống Pháp. Ông Landsbergis nói quân đội của chúng tôi đã huấn luyện người Ukraine ở Ukraine trước khi xung đột bùng phát, vì vậy việc quay trở lại là hoàn toàn có thể. Mỹ từng giúp điều hành chương trình huấn luyện của NATO tại Javoriv, phía tây Ukraine, nhưng binh sĩ Mỹ đã rút khỏi đó khi xung đột bắt đầu bùng phát. Việc huấn luyện của Mỹ và đồng minh không phải lúc nào cũng thành công. Trước cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023, các đơn vị Ukraine được huấn luyện ở Đức về tác chiến cơ động, ra phá bom mìn và các nhiệm vụ khác. Dù vậy, học cách sử dụng xe tăng, pháo binh và bộ binh một cách phối hợp là điều khó khăn, đặc biệt là trong khoảng thời gian 12 tuần ngắn ngủi. Một vấn đề nữa là Ukraine đang phải đối mặt với một chiến trường khốc liệt hơn và cũng rất khác những gì lực lượng Mỹ đã chiến đấu trong những năm gần đây. Các quan chức quân sự thừa nhận việc chuyển hoạt động huấn luyện tới Ukraine sẽ cho phép các sĩ quan huấn luyện của Mỹ thu thập thông tin nhanh hơn về những thay đổi đang diễn ra trên chiến tuyến của Ukraine, từ đó cho phép họ điều chỉnh quá trình huấn luyện của mình. Một quan chức Mỹ ngày 15 tháng 5 cho biết huấn luyện quân đội Ukraine ở Lviv, gần biên giới phía tây của nước này với Ba Lan, có thể là một lựa chọn. Thực tế, Nga cũng đã tập kích vào khu vực phía tây Ukraine như Lviv. Cách đây vài tuần, tên lửa hành trình của Nga đã đánh vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở đó. Một số quan chức nói rằng số lượng lớn tân binh Ukraine có thể vẫn được gửi đến các thao trường huấn luyện rộng lớn ở Đức và Ba Lan. Nhưng điều đó đi kèm với những khó khăn về mặt hậu cần khi các binh sĩ Ukraine phải di chuyển đến cơ sở huấn luyện của quân đội Mỹ ở Grafenvoe, Đức, thực hiện các cuộc diễn tập phức tạp và sau đó đi gần 1.600 km qua Lviv trở về Kiev để triển khai ra tiền tuyến điện kremlin cũng nhiều lần cảnh báo nato không được triển khai bất kỳ lực lượng nào tới ukraine bình luận về đề nghị của ukraine nhằm kêu gọi nato triển khai lực lượng người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước nato vào cuộc xung đột này có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn vì vậy chúng tôi coi điều này là một sự khiêu khích cực kỳ lớn và tất nhiên chúng tôi đang theo dõi rất sát sao Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây trong một cuộc họp báo đã cho biết nước này đã quyết định chi hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh của mình và trên hết là để bảo đảm biên giới phía đông nơi giáp với đường biên giới của Belarus. Ông cũng nói thêm Ba Lan đang bắt đầu một dự án lớn nhằm xây dựng biên giới an toàn hơn, trong đó có một hệ thống công sự cũng như đưa ra những quy định về cảnh quan và môi trường để khiến biên giới không thể bị kẻ thù tiềm năng vượt qua. Biên giới Ba Lan với Belarus đã trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô đến nước này vào năm 2021. Minsk, đồng minh thân cận với Moscow lúc bấy giờ, đã mở các công ty du lịch ở Trung Đông, cung cấp một tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu, động thái mà Liên minh châu Âu EU cho rằng nhằm kích động khủng hoảng. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, mối quan hệ thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn khi Ba Lan tăng cường chi tiêu quốc phòng và cáo buộc Belarus cùng Nga cố gắng gây bất ổn cho nước này. Chính phủ Ba Lan trước đó đã xây dựng một hàng rào ở biên giới với Belarus dài hơn 180 km, cao 5,5 m để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Tusk cũng đã công bố kế hoạch tăng cường biên giới phía đông hồi đầu tháng, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với Ngân hàng Đầu tư châu Âu vào ngày 20 tháng 5 về việc vay hơn 127 triệu đô la Mỹ để phát triển hệ thống vệ tinh trong sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu. Sáng kiến trên là một kế hoạch phòng không chung được Đức thiết lập vào năm 2022 nhằm tăng cường phòng không cho khu vực. Ông Tusk so sánh nó với hệ thống vòm sắt của Israel. Trong cuộc phỏng vấn với báo Bill của Đức được đăng tải hồi tháng 4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky cho biết Ba Lan sẽ không ngạc nhiên nếu Nga tấn công nước này, nhưng cuối cùng Moscow sẽ thua. Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine leo thang. Ông nói rằng Vaksava có lập trường như vậy là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng Kaliningrad, Giáp Ba Lan và Litva và Moscow cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Cũng từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ba Lan đã cung cấp tuyến đường trung chuyển vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ba Lan cũng đã hiện đại hóa quân đội và tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP, một trong những mức cao nhất trong EU, đồng thời mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.